Trộn vé là cái bộ combo màu nước cơ bản bên nhà cũ đang được các bạn ủng hộ rất là nhiệt tình. Và sắp tới có một vài món thật sự là nó chuẩn bị cháy hàng luôn đó mọi người. Cho cú giới thiệu lại một xíu là trong cái bộ combo màu nước cơ bản này nó sẽ có tất cả là 11 món. Là nó sẽ bao gồm cả màu nước, giấy, cọ, bút gel, bút chì, vài món họa cụ cơ bản. Gần như là đầy đủ hết tất cả để các bạn có thể làm quen với màu nước. Phải nói đây sẽ là một cái bộ combo rất là hữu ích cho những bạn mới bắt đầu tập vẽ. Nếu như mà bạn đang phân vân không biết phải bắt đầu từ đâu, phải mua những cái món họa cụ cơ bản nào thì từ bây giờ các bạn cũng không cần phải lo nữa đâu. Vì hầu như tất cả những món họa cụ cơ bản để mà bạn tập vẽ màu nước đã được cú cẩn thận tìm hiểu và tổng hợp hết trong cái bộ combo này rồi. Tâm lý của những bạn mới bắt đầu tập vẽ sẽ có xu hướng mua rất là nhiều đồ. Bản thân cú ngày xưa cũng vậy. Mình đã mua rất là nhiều thứ nhưng mà nhu cầu sử dụng của mình không có xài hết những cái món đó mọi người. Vậy nên nếu như bạn nào đang muốn tập vẽ màu nước mà đang băn khoăn không biết mua những cái món gì á thì mình cứ thử tham khảo cái bộ combo vẽ màu nước cơ bản ở bên cú nha. Cận cảnh combo vẽ màu nước cơ bản lên tới 11 món ở bên cũ đây. Đây là cái bộ combo vẽ màu nước cơ bản tổng hợp gần như đầy đủ nhất những cái món họa cụ cần thiết cho mọi người. Trong combo này là đã bao gồm cả màu, giấy vẽ, khay pha màu, cọ vẽ luôn cho mọi người rồi đó. Giấy vẽ để cho mọi người sử dụng sẽ là giấy Happy với định lượng là 300 SM size A6. Một tệp giấy như vậy là sẽ có tới 10 tờ. Và trong combo này cũng sẽ có những cái món họa cụ cơ bản khác đi kèm như là bút chì, bút gel, đồ chuốt cũng như là băng keo giấy chặn màu. Như ở trong clip á thì cô đang soạn hàng và chuẩn bị giao gần chục bộ combo đến cho các bạn đây. Về phần màu vẽ và cọ vẽ thì riêng đối với hai phân loại này các bạn có thể tùy ý lựa chọn theo sở thích cá nhân của mình. Đối với cọ thì các bạn có thể chọn theo số lượng từ 3 hoặc là 6 cây. Và với màu vẽ cũng vậy, các bạn cũng có thể tùy chọn từ 24 màu cho tới 36 màu. Những món còn lại thì cô sẽ cố định nha.